bữa nay bác kêu con qua đây á, bác muốn tiết lộ cho con một cái bí mật. Bí mật gì vậy bác? Tại con mà thằng Hùng con trai của bác á, nó không chịu lấy vợ cho tới giờ luôn á. Ủa sao lại tại con? Con đâu có liên quan gì tới anh Hùng đâu. Con còn nhớ thằng Nguyễn Mạnh Hùng học chung với con lớp 12A1 trường Nguyễn Minh Khiêm không? Ủa nói vậy là con trai của bác. Ủa, bác là mẹ của anh Hùng hả? Ừ. Anh ơi, cho em một tô phở đặc biệt. Hùng còn nhớ em không? Thụy Du này. Sao đứng ngẩn người ra vậy? Trời ơi, tô phở tôi đâu, đứng nói hoài vậy trời. Cái tác này là tôi cảnh cáo cô đã dụ dỗ con trai tôi bỏ nhà đi rồi còn lấy tiền cho gái mở quán phở mang danh chi nhánh 2 của nhà tôi. Bác đang nói gì vậy bác? Tôi yêu cầu cô hãy buông tha cho con trai tôi và dẹp ngay quán phở chi nhánh 2 đó đi. Mẹ. Ừ. Mẹ có nhớ cô gái này là ai không? Là Thụy Du đó. Cách đây 18 năm con có dẫn cô ấy về quán phở như mình ăn một lần. Lần đầu tiên con dẫn bạn gái về ra mắt mẹ, làm sao mà mẹ quên được chứ. Ngày đó bác ấn tượng về con lắm. Bây giờ con vẫn xinh đẹp như ngày nào. Dạ, con cảm ơn bác. Anh yên tâm đi, em câu được con trai của bà rồi. Bà này rất là tin tưởng em, cho nên sẵn sàng chi tiền. Bà là chủ quán phở Hương mà anh. Quán này làm ăn uy tín lâu năm, cho nên lời nói của bà trong giới tiểu thương rất có giá trị. Dạ. Lần này em không chỉ câu được một con cá mà còn hốt được một mẻ cá lớn luôn. Dạ. Dạ rồi, em chào anh. Bác, nãy giờ con nói là đúng 100%. Nếu mà bác không tin á, con kêu anh Thắng tới đây làm bằng chứng nè. Anh sẽ... Con kêu nó tới đây để đập phá quán hay là tới đây làm bằng chứng?